quý vị và các bạn, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này, các mặt hàng bánh Trung Thu, đồ chơi trẻ em bắt đầu được bày bán khắp nơi. Các lực lượng chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra nhằm hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ bánh Trung Thu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay đồ chơi bạo lực. Bánh Trung Thu là một trong những mặt hàng được lực lượng quản lý thị trường thành phố Lào Cai siết chặt kiểm tra, trong đó tập trung vào các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm nay, xu hướng sử dụng các loại bánh sản xuất trong nước có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có chiều hướng gia tăng. Bên siêu thị thì mở được nửa tháng rồi, tầm khoảng nửa tháng. Thì so với mọi năm thì có vẻ là trầm hơn một chút. Mới đầu mới khởi địa điểm thì bán thì so với mỗi năm là bán trầm hơn, bán ít hơn năm trước. Nếu mà về cái an toàn thực phẩm ấy, thì bên mình bao giờ cũng lựa chọn những nhà cung cấp là rất là có uy tín, ví dụ như là Kinh Đô hoặc là Hữu Nghị. Thì bên mình khi nhập hàng thì bao giờ cũng phải có hợp đồng và công bố an toàn thực phẩm đầy đủ, tức là giấy tờ rất là hợp lý, hợp lệ thì mới nhập hàng về. Thị trường đồ chơi năm nay vẫn chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, so với mọi năm thì năm nay các đồ chơi mang tính chất bạo lực có chiều hướng giảm rõ rệt. Các chủ cửa hàng kinh doanh cũng đã cam kết không bày bán những loại đồ chơi cấm gây nguy hại tới trẻ em. Trong quá trình kiểm tra, đơn vị tập trung vào kiểm tra giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ mua bán, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. So với mọi năm thì năm nay thì cái thị trường bánh Trung Thu cũng như là các cái sản phẩm phục vụ bánh phục vụ trong cái dịp Trung Thu cũng như là đồ chơi trẻ em thì cũng chưa có cái diễn biến nhiều, số lượng thì cũng còn ít do là cái cũng chưa vào mới bắt đầu vào cái dịp Trung Thu đó, cái lượng hàng hóa cũng còn ít. Xác định đây là thời điểm các mặt hàng phục vụ Trung Thu được buôn bán sôi động, vì vậy lực lượng quản lý thị trường số 1 đang tăng cường siết chặt công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi sản xuất, kinh doanh những sản phẩm không đảm bảo vệ sinh, những sản phẩm ảnh hưởng đến phát triển nhân cách của trẻ em. Cùng với sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, chọn mua những sản phẩm an toàn, lành mạnh để ngày Trung Thu thực sự là ngày Tết mang lại nhiều niềm vui, ý nghĩa.